Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân trên thế giới và nước ta đang ở mức rất đáng báo động. Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Công an tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay. Người đứng đầu Bộ Công an cho biết thêm đang tích cực điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc bảo vệ thông tin cá nhân đã được hiến pháp và pháp luật quy định. Nhưng hiện nay tình trạng vi phạm rất phổ biến. Tôi xin lấy đơn cử như các thông tin quảng bá sản phẩm đều dựa trên thông tin cá nhân. Nhìn về quy mô, đó chỉ là của một chủ thể, nhưng xét về tổng thể, sự vi phạm ra rất lớn. Hiện nay thì các thông tin cá nhân đang được giao bán trên các hội nhóm, trên nền tảng mạng xã hội và không khó để truy cập vào các cái hội nhóm này. Chúng tôi muốn đề nghị Bộ trưởng cho biết là những cái giải pháp mà Bộ sẽ triển khai trong thời gian tới để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hiệu quả vấn đề này, để cho người dân có thể an tâm rằng những cái thông tin cá nhân của mình sẽ không bị trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Cái thực trạng của cái lộ lọt dữ liệu cá nhân nói chung hiện nay trên thế giới và nước ta là đang ở trong cái tình trạng rất đáng báo động. Bộ Công an đã trình Chính phủ ban hành cái nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng mà cũng đã qua 10 lần trình rồi thì hiện nay cũng đang vào đến giai đoạn chót, có lẽ là trong ngày 1, ngày 2 sẽ được ban hành cái nghị định này. Tiếp theo cái lộ trình thì chúng tôi cũng dự kiến năm 2024 thì sẽ nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ để trình ra Quốc hội sẽ ban hành cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sẽ phải tích cực điều tra xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt rồi giao bán dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Điển hình là chúng tôi cũng đã đang điều tra cái vụ đối tượng giao bán 30 triệu dữ liệu được cho là lấy từ cái nguồn gốc từ Bộ Giáo dục Đào tạo. Thế rồi là một số các cái cơ sở dữ liệu của một số các cái ngành khác như là của y tế, của một số khác cũng có những cái nguy cơ để lộ lọt thì cũng sẽ tập trung vào điều tra xử lý. Một vấn đề khác đang được dư luận quan tâm là việc một số quốc gia từ chối hộ chiếu mới của Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định hộ chiếu mẫu mới phù hợp với thông lệ quốc tế. Hộ chiếu Việt Nam đưa ra được đa số các nước trên thế giới chấp nhận, chỉ có 3 nước là Đức, Tây Ban Nha, Séc chưa chấp nhận. Gần đây, mẫu hộ chiếu này đã được Tây Ban Nha chấp nhận. Các một số nước người ta căn cứ vào cái việc đó để người ta có cái phản ứng mà người ta gây những cái khó khăn là vì cũng có những cái lý do rất thực tế. Chúng tôi qua kiểm soát đây, người ta cũng muốn tìm hiểu xem là cái nguồn gốc của những cái công dân mà đi vào các cái nước là nguồn gốc ở những cái địa phương nào cụ thể. Chúng tôi cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật. Thế và đồng thời Bộ Công an đã có những cái giải pháp để khắc phục những cái việc này. Trước mắt thì với những cá nhân, những người được cấp hộ chiếu, những công dân mà thấy cần phải bổ sung cái nơi sinh thì chúng tôi cũng đã bàn với các cái cơ quan có liên quan, sẵn sàng là sẽ bổ sung vào cái phần bị trú, cái nơi sinh để tạo thuận lợi. Thế còn về lâu dài, nếu cần phải bổ sung cái nơi sinh này vào nữa, thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất báo cáo với Chính phủ, thống nhất với các cái cơ quan có liên quan và sẽ báo cáo với Quốc hội về việc sửa cái luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó bổ sung vào những cái việc này. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết thêm, về sau nếu cần bổ sung nơi sinh, thì Bộ sẽ báo cáo Chính phủ, thống nhất với các cơ quan, báo cáo Quốc hội, đề xuất sửa luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Về trách nhiệm là cơ quan chủ trì, Bộ Công an xin nhận trách nhiệm khi để xảy ra vấn đề này.